này thanh long. Rất là sàn mang trang phục màu áo trắng quần đen. Bất ngờ để thua các cầu thủ FC Honda trong trận bán kết và FC Gia Lai đã thua các cầu thủ FC anh em. Cầu Khánh. Đá nhẹ lên. Chờ cho anh cá cũng hơi đắn đôi rồi. Hôm nay thì Đích Thuần, huấn luyện viên Chu Cầm Khánh đã vào sân. FC Lạc Thàng là một đội đánh đá từ đầu giải rất mạnh. Hay quá kìa. Tấn chạy. Bất ngờ để thua các cầu thủ Honda. Sút không vào. Chết chứ. Trời ơi. Để các bạn theo dõi, chúng tôi sẽ giới thiệu đội hình ra quân của hai đội như sau. Bên phía các cầu thủ SC 1957, số 4 Thế Thành, số 1 Đức Cường, số 0 Thủ môn Nhân Tuân, số 13 Lưu Khánh, số 3 Lưu Khai, số 28 Đăng Đại và số 911 Vũ Hàn. Bên phía các cầu thủ là sàn ra quân với đội hình như sau. Thủ môn Cấn Văn Trung vào. Chu Cẩm Khánh số 11. Đức Quân vào số 8. Đức Thắng mang áo số 18 và số 19 Quang Tuyến. Như vậy là hôm nay ở trong trận tranh của ba, các cầu thủ làm sàn đã có rất nhiều sự thay đổi. Một quả phạt cho các cầu thủ làm sàn. Không vào. Đức Quân đã đẩy pha thất bại rất nguy hiểm của các cầu thủ làm sàn. Thái biên cho các cầu thủ đá bay. Thứ hai. Hay quá. Vẫn là các cầu thủ La Giang. Cho giải đấu là đến hôm nay thì trời đã nắng rất đẹp. Có thể là sẽ hơi nóng nhưng nó sẽ tạo nên một trận chung kết và bế mạc giải đấu sẽ rất thành công. Rất nguy hiểm đây. Không vào. Rất tiếc cho đội. Đức Quân, thế đây. Vẫn là thế đây. Không được. Không được. Bóng vẫn còn trong cuộc chiến thắng. Phản công cho các cầu thủ đá mày. Có vẻ như các cầu thủ đá mày đang rất quyết tâm để ghi dấu ấn ở trong giải lần này. Đột lọt vào bán kết và bây giờ là trận tranh giải ba. Là một thành công rất lớn của các cầu thủ đá mày kênh đâu. Và đầu giải thì không ai có thể dám nghĩ tới điều này. Quang Tuyến. Vẫn là các cầu thủ làm ra. Bây giờ là phản công cho các cầu thủ đá bảy cái đâu. Đó đây. Không vào. Rất tiếc cho cầu. Hay quá. Nguy hiểm. Đứng đây, đứng đây. Phản công cho các cầu thủ làm ra. Không được. Rất tiếc là vừa rồi thì Văn Việt đã không qua được cơ. Một quả phạt cho các cầu thủ Lạc Giang. Đức Quân, nguy hiểm. Một pha sút bóng rất tốt của Đức Quân. Bóng cắm xuống rất nguy hiểm và nhanh.
Được rồi. Phúc. Được không? Thứ hai. Bạn chưa hôm qua nát người. Anh thấy con đang không đều. Mọi người khá lên, rất cao. Như vậy là các cầu thủ. Bên đây. Còn là các cầu thủ là sao? Đức Quân. Rất tốt. Không thể căng ngang. Rất đẹp. Để cho những trận đấu thể thao. Hôm qua thì mưa 3-4 hôm gần đây trời đã mưa dần dần. Đứng đó. Rất khéo nhưng các cầu thủ. Các trận đá bảy đá đều là đá thương. Đây. Cảm ơn. Không được. Với đá bắt này. Không được. Một cảnh đang cướp đầu bóng. Đó kia. Đó là đá kia. Và chơi bóng Nhân Tuân đã đẩy bóng đi hết đi Bình An. Đành của thủ môn Nhân Tuân. Thế này cũng được. Thẳng thắng đã cắt bóng. Thế đây. Đây là ba này. Thế này. Thế tốt. Thế đây. Xuất xa. Không vào. Và xuất xa của Thế này. Và qua người của xuất xa. Là tôi cất thêm. Thế đây. Phòng tuyến. Khá nguy hiểm. Thế này là Thế Thành là khóa được bóng này. Trung Quân. Bắt đá không được. Đó là Đức Thắng. Chỉ cần trong một chút thôi thì Đức Cường đã vào về và khóa được bóng ngay trong sân của Đức Thắng. Đứng quên, sút không vào, hoàn hảo thủ môn Nhân Tuân. Và sút bóng rất căng và rất hiểm của Đức Quân, của đội Nhân Tuân cho các cầu thủ dự bị ra ngoài sân. Chân để rút ra ngoài sân. Trọng tài Cấn Xuân Thành vừa ra ý kiến là rất vướng và không được phép ngồi trong sân thế mạnh. Dương Thầy, Đức Thịnh. Đó là em phải rút ra ngoài sân. Không phải đó là bác ạ. Đức Cương. Dung ơi. Vẫn là cầu thủ giá này. Thế bóng khá nguy hiểm. Có lẽ là vừa có lỗi với thủ môn. Dung ơi. Công Khánh. Hà Đông Đức Quân. Đức Quân không qua được Thế Thành. Thêm sức. Hà Đông cho các thủ giá này. Hà Đông. Quá đơn độc ở trên hàng công của các cầu thủ giá này. Vẫn là các cầu thủ làm sai. Tỷ số vẫn đang là không đều. Cầm Khánh. Cầm Khánh. Rất tốt. Sẽ có đá biên cho các cầu thủ. Chú Khánh. Còn người được phá lên. Theo sức không được. Một pha đưa bóng rất khó hiểu của khắc sức. Vẫn là các cầu thủ lạc sang. Nguy hiểm.
sau bắt đầu một chương trình lần này thì pha bóng không thành công. Vũ Khánh không được. Và đã có kết vòi vừa rồi thì Cẩm Thành đã trận này đã cho các cầu thủ tắm bày trên chơi coi để đứng xin bóng bây giờ là đang ngạc Văn Hải không được và ra sân của Văn Hải đi vào trận nó rất thiếu cảm giác. Được rồi, sau này Nguyên bóng đã ra hết điểm rồi. Đá biên cho các cầu thủ rất tốt và đánh bóng rất tốt của cầu thủ hạng số 13. Thành Hiếu của FC Làng Thàng. Văn Tuyết Đức Thắng không được. Văn Hiếu Đức Thắng xuống không được. Bóng đã chạm chân của Thế Thanh. Đức Quân các cầu thủ Làng Sàn vẫn chưa có pha bóng nào qua được và công nghệ của Nhân Tuân nhưng còn đã để thua 5 bàn thua trong một giải cho đến thời điểm này và gần như cơ hội để tranh chấp chiếc khăn tay vàng đã không còn với Nhân Tuân và Cấn Thành Trung của FC Làng Thàng. Để anh ra đi em ơi. Cụ Khánh đã chưa? Khánh Biết Khánh Đại Khánh Đại Khánh Đại Khánh Đại Khánh Đại Khánh thi đấu trên thời tiết trên 30 trên tiếp nghiệp cho các cầu thủ Làng Sàn người vừa lập công là Đức Thắng. Và nếu Đức Quân xuất sắc bóng ra đi không chính xác và xuống Vũ Khánh rất tốt bóng vào Vũ Khánh xuất sắc không vào. Đấu này là trận chung kết của mùa giải giai đoạn FC Honda và FC nha và sau đó là để bế mạc và trao giải. Thời tiết đang trời qua mây tạnh rất đẹp, có thể hơi nắng so với trận đầu tiên. Kịp không? Kịp không? Vẫn kịp. Chủ Khánh, bắn ơi! Vì vậy đã có pha để bóng chạm tay. Việt gọi đi em, Việt sống đi, Việt lên tiếp đây Việt hai em lùi kia, ta ta kia Thứ Thắng bắt đầu danh sách trong giải vô ba lưới vẫn là Mạnh Cường của các cầu thủ SCN và ghi được 6 bàn. Đức Thắng đã ghi được 5 bàn cho các cầu thủ Làng Sàn.
Phúc Cường FC Hà Nội đang được 4 bàn. Văn Phúc FC Hà Nội 3 bàn. Khang Như. Và Vũ Hà của các đội FC Hà Nội là 4 bàn. Như vậy chúng tôi có thể thấy là sự tranh chấp phải chờ chỉ còn của Đức Thắng và Quốc Cường và Mạnh Cường. Văn Phúc là những cầu thủ có hy vọng để tranh giành chiếc giày vàng. Cấn Hải Dương của FC Lạc Thàn cũng ghi được 3 bàn nhưng hôm nay không thi đấu. Đúng như là của các cầu thủ FC là cũng đang được 3 bàn. Thank you.
Các cầu thủ đá mày. Sao giờ như này thế? Cầu thủ rất đáng buồn các em. Trước đây thì các cầu thủ 90 và các cầu thủ khá tốt và đối thủ không bị thắng đâu. Nhưng bây giờ thì đá mày với nhau đã vượt qua và hạ các cầu thủ khá tốt. Và nhất định là các cầu thủ CB đâu. Và các cầu thủ xin mời cho các cầu thủ đang khác. Đức Quân, 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 rất nguy hiểm, vẫn là các cầu thủ đang sát. Đức Quân rất cố gắng sút không được, sức cầm các cầu thủ đã phải cách đấu ra về để tham gia phòng ngự của hàng pháo quân đội sút xa không được. Một cặp pháp cho các cầu thủ đá bảy bên trong đứng siêu bóng bây giờ là Đắc Hạ xưa bóng đi quá cao so với khung thành của thủ môn Phạm Trúc. Rất nguy hiểm ra đây, vẫn là ra đây. Đức Thinh xin chị luôn để làm lại đã có cơ hội. Bà Tuyến đứng lên đá lại không được, chúng ta ra tỷ số vẫn đang là 1-1 cho hai đội. Các này đã lần lượt gặp các bóng lớn của giải như này và chỉ thương thua đối với SCG thua liên tiếp các cầu thủ SCG. Hà Tuyết đá ngang không được, đá đây không được. Không nguy hiểm. Chúng ta đi chờ hết điều này là thật. Phát tuyến Văn Hiếu, vẫn là Văn Hiếu không được. Văn Hiếu đi chuyển bóng cho Hoài Dương không được không? Rất nguy hiểm. Thế nó phản tốc cho nguy hiểm. Phát tuyến Đức Thinh đá biên tiếp, bỏ cái tay ra không phải ôm đâu. Rất bất ngờ, anh này đã lâm tỷ số lên 2-1 cho các cầu thủ đá bảy lên đâu. Cuộc pha bóng trước khung thành của thủ môn Nam Trung đã xếp được cơ rất nhanh, nâng tỷ số lên 2-1 cho các cầu thủ đá bảy. Các cầu thủ đá bảy khi mà các cầu thủ làm sao đá ngồi tỷ số trước. Vào đi, 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 vào đ
thế nói ăn đây. Bao nhiêu? Vừa rồi nó có lỗi của bên trái. Như vậy là các cầu thủ làng sàn có sự thay đổi người. Như vậy là chưa có sự thay đổi người. Con này chuẩn bị. Đó, thấy thế nào em? Không vào. Các cầu thủ làng sàn có sự thay đổi người. Đức Thắng số 18 ra sân và vào sân là Tuấn Duy Huấn số 2 ơi. Tiếp thắng xem một vòng vào sân. Bảo Tuyết. Thế này. Đăng ra. Hiệp ơi. Và chút từ xa rồi. Hiệp ơi. Đã chủ động việc gì phải chui ra sau đó làm gì. Lên mà cắt. Đãi chú giúp sau. Toàn luôn. Dưới. Vẫn còn là chuẩn tiếp tình hành của thủ môn Nhân Luân. Vậy là thế và David. Vẫn tuyệt. Thành chưa? Vẫn được phá lên, Duy Huấn. Còn là Kinh, vẫn là các cầu thủ làng sàn, rút. Rất nguy hiểm. Duy Kinh phá được vào lên. Thành chưa? Rất đông các cầu thủ đá bày đã đang vào can thiệp trong pha đi bóng của Văn Thiệu. Văn Hiếu, Văn Tuyết. Xuất ra, không vào. Bóng đã chạm người của Thế Thành. Văn Tiến. Thế Thành. Bóng đã chạm bóng phát biểu. Không vào. Đây, có 5 phút nào. Tạo ra một pha đi Duy Huấn. Bảo Tuyết. Đó là Bảo Tuyết đang ngang. Không vào. Vẫn là các cầu thủ lang thang. Đức Quân. Không được. Không được vào. Như vậy là các cầu thủ lang thang có sự thay đổi rồi. Các cầu thủ làng sàn có sự thay đổi rồi. Cấn Viết Trung, thủ môn được rút ra nghỉ vào sân là thủ môn Tuấn Thành Trung. Và đồng 87 cũng có sự thay đổi rồi. Đức Thịnh cũng rút ra nghỉ vào sân là Kim Hường. Rất nguy hiểm. Là bàn thắng lợi của các cầu thủ 87 khi chưa có người trên sân đã chuyển đến lượt chúng tôi. Đi đường vào sân ngay. Như vậy là Đức Thịnh rồi đã phải Trên Thành. Đăng Hai. Đức Thịnh là người bị thay ra. Và hành đã cố xúc quả cuối cùng là thực hiện. Và đã bị hành thẻ vàng. Bảo Tuyết.
Cảm ơn. Rất nguy hiểm. Thằng Hiếu. Thằng Hiếu xuất ra. Không phải là thằng phòng ngự của các cầu thủ này. Đứng lên, thao nào! Hàng đội nhân dân. Bóng đang lên. Đi luôn. Hàng thẳng với tỷ số 2-1. Trong trận thắng, các cầu thủ 90 cạnh nhau thì rất nhiều các cầu thủ 90 cạnh nhau đã tỏ ý không phục, nhất là các cú. Với trận thắng, nếu như hôm nay các cầu thủ thắng bại dần thứ 8 trước cầu thủ Nam Sang thì phải nói là không đến được 90, mà phải nói là khán giả cạnh nhau tâm phục khẩu phục các cầu thủ đá bài của cái đấu 200% tích lực. Tập trung đi. Nguy hiểm, không nào. Và cái điểm rất nguy hiểm của Văn Hiếu. Anh ơi, chăm rồi, anh chăm rồi. Đồ ai cầm bóng, mình đi đi. Ở phía đây, đá vào trong đi. Phía đây, đá kia thẳng lên đi. Nhập lên, nhập lên, quay lên. Được rồi. Thì ổn. Đây đây cố tiến đây. Các cầu thủ đang khác. Nguy hiểm. Rất nguy hiểm. Bóng này được phá lên rồi. Đứng lên. Khá nguy hiểm. Thành Trung và Hai Liên Quế tóm được pha bóng của Hữu Tiên. Lại là một pha tấn công rất nguy hiểm của các cầu thủ đang khác. Rất nhiều những cơ hội được tạo. Đứng lên. Đứng lên. Như vậy là các cầu thủ 87-9 được rút ra nghỉ vào sân Bá Lam mà ở thứ 12. Hiện tại mời gọi vào trong. Bắt tiếp. Bắt Hiếu. Bắt tiếp. Gì nữa? Vẫn là các cầu thủ làm ra. Bắt Hiếu. Giây phút là rất căng thẳng ở trên sân. Cách biệt chỉ là một bàn. Bắt đầu. Cầu thủ như này là thủ môn Nhân Xuân. Phá cú sút rất nguy hiểm của các cầu thủ Lang Thang. Không vào. Người vừa nhảy lên là cầu thủ Văn Điệp. Phút cho những nỗ lực của các cầu thủ Lang Thang. Và 2 phút cho những nỗ lực để đảm bảo tỷ số cho các cầu thủ Cá Bành Kết Đông. Phút sẽ rất thân thân và căng thẳng ở trên sân. Văn Điệp. Văn Hiếu. Chắc rồi, đã vị trí rồi. Lên. Đảm bảo được phá lên. Phát tiệm. Dưới phút ra. Không được. Chúng ta chắc chắn vào đây thì không chính xác. Trước các cầu thủ 90, một trận thắng là chấn động bóng đá thành công. Rất nhiều những cầu thủ 90, nhất là Đức Phú, đã lên Facebook và tỏ ý không phục. Nếu hôm nay các cầu thủ đã phải có thể giành chiến thắng và giành được giải ba thì phải nói là một trận đấu kiệt xuất của không những các cầu thủ chỉ là người còn cảnh giác mà các cầu thủ bóng đá của Canh Đông có thể chứng nhận tinh thần thi đấu của các cầu thủ đá bài đều khá lên xuất ra và xuất ra của Duy Huân. Duy Huân, anh Hiếu. Đúng rồi. 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 Đúng rồi.
bên đường, thằng con trò các thủ thế này cái đâu. Chúc không nào. Và đúng là chúng ta đã đổ còi trần thanh giả ra tư. Và đó là một chiến thắng nghe thở và xin chúc mừng các thủ của chiến thắng này bên đường. Và xin lên ban tổ chức với tôi. Xin mời nói xem là ông vào đấy rồi. Chúng ta sẽ khoảng 10 phút để chuẩn bị đến cái trận chung kết của mình. Đội nhám ảnh sẽ vào ký vào danh sách. Số phiếu của Văn Thành đang khá đảm cho đến thời điểm này. Kết thúc trận đấu chung kết này, chúng ta sẽ biết được cầu thủ xuất sắc và được yêu mến thường sẽ là quả bóng vàng. Của FC Honda cho các cổ động viên của mình ra ngoài sân để cho trận đấu chung kết chuẩn bị bắt đầu của FC Cúp Hòa ra ngoài sân trước khi trận chung kết được diễn ra. Như vậy là trận chung kết chuẩn bị đã bắt đầu. Xin mời các bạn xem phần đầu thành theo dõi phần chung kết của giải đấu bóng đá 2 bên đầu 2017 lần 2 giữa hai đội FC Honda và FC Ra quân trong trận đấu ngày hôm nay, các cầu thủ FC Honda mang trang phục màu trắng đỏ và các cầu thủ FC mang trang phục màu đen. Các cầu thủ FC Honda đã thể hiện phong độ rất xuất sắc khi toàn thắng ở vòng bảng và đã hạ các cầu thủ FC Lạng Sơn ở bán kết. Các cầu thủ FC Lạng Sơn cũng đã giành toàn thắng ở vòng bảng, nhẹ hơn khi mà gặp các cầu thủ FC Hạng Mảnh ở bán kết. Để các bạn kịp theo dõi, chúng tôi sẽ giới thiệu đội hình ra quân của hai đội như sau. Bên phía các cầu thủ FC Honda, thủ môn số 1, số 5 Văn Tiến, Chu Văn Thành, số 11 Quốc Thương, số 3 Cao Phúc và số 28 Lý Văn Phúc.
bên phía cầm thủ SCM ra quân với đội hình như sau: Tinh Mạnh số 21, Phạm Văn Thiệp số 7, Thủy Ban đá kia đá chung mạnh cho được em thích đá rồi. Thủ môn Văn Khải ba số 1 và số 2 là Mạnh Cường, Hà Long Duy Mẫn số 4 Lương Hoàng Nam và số 18 Đăng Việt. Như vậy là trận chung kết đã được bắt đầu. Duy Mẫn. Như vậy trong trận đấu quan trọng nhất của mùa giải hôm nay thì các cầu thủ SCM cũng đã có sự phục vụ của Lương Hoàng Nam, một cầu thủ mà chúng tôi lại đi bắt đầu. Đây không phải một dấu mà để di chuyển sang vị trí khác để cho huấn luyện viên Văn Thanh sang vị trí khác. Liêu, chúng ta lặng lẽ băng lên của anh Thắng. Thế cao. Duy Mẫn. Đây là Duy Mẫn. Đã biên giờ đã đổi hoa ra. Đây là sẽ có cả góc chờ các cầu thủ Hoa Đa. Liên bóng rất là đúng bộ, đúng không? Văn Tiến, một pha rút ra của Văn Tiến. Văn Tiến không chính xác. Làm gì xuống lên kéo đây. Làm nào. Cứ mạnh chụp về. Cam kết. Bóng đi hơi cao so với Văn Tiến. Dồn này. Chúng tôi yêu cầu các cổ động viên của đội Honda và các cầu thủ Duy Linh phải lui ra ngoài sân, không được đứng ở trong. Chạy theo mày ơi. Để đảm bảo an toàn cho trận chung kết, chúng tôi bắt buộc phải làm liên. Cảm ơn. Văn Mạnh và anh Chính. Văn Tiến. Đấy, thế là xong việc ạ. Đừng để cái thằng nẹt ở dưới. Hai đội đang hết sức cẩn thận và thăm dò. Nhẹ nó cải thôi. Mày ơi, về tay Nam hay Nam vào chung mạnh. Nam vào trong kia. Chân máy. Biết ai? Chân máy chung chân máy, bắt đầu. Rất nguy hiểm. Ba băng súng của anh Thắng và lấy đồng ngược rất nguy hiểm. Sức may cho các thủ anh em là thủ môn Nam đây. Anh Hải đã Hoàng Nam. Rất là Hoàng Nam. Quay này là bắt người luôn nào. Đấy, mày đá cánh như mày ơi. Cài chú ý bắt một. Bám sát luôn, rồi. Quay lên. Rất nguy hiểm. Vào đây. Tấn công của các cầu thủ SCM. Vào đây.
Dạ sư mẫu lên. Em Việt. Đúng rồi. 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 Rồi, đi bộ thôi, nếu mà khi mà người ta có bóng ở nhà thì đi bộ thôi. Ép toàn, bắn lên đây. Vào đây. Một con thơ bắt đầu lớn thanh nha. Rồi này là Lương Hoàng Nam. Một không cho các cầu thủ. Come on. Cứ đàng hoàng thôi, bạn chỉ có móng lên thôi. Cường lên sông, Cường ơi! Khán giả hôm nay rất tâm. Và chúng tôi cũng đang live stream để tiếp tục trực tiếp. Tiếp tục chuột đi, chuột chuột đi. Chuột kết bóng đá. Hai đội trên trang của bóng đá tiên đầu và các cầu là một hình chuột kết. Đi bóng đá ơi. Tốt. Như vậy là đã có lỗi với mạnh rồi. Và tiến vừa thả lỗi. Đúng là vật ta lát thôi. Làm quản lý người ở trong lợi ý tuổi. Tôi em có 3 người. Thôi anh cho xin, cho anh cho tôi xin làm để nó thủ ký. Chúng ta phát cho rất nhiều những phê. Đúng là xin bóng bây giờ là nó kết. Chúng tôi xem lại clip thì là một đặc biệt kết quả luân lưu rất lành lùng vào lưới của thủ môn Vũ Phong của đội tuyển đội bốn phút đặc biệt là một cầu thủ khai sáng kinh nghiệm của các cầu thủ SCM không đâu không nhẹ và đánh gót của Hoàng Nam. Phải nói là trong bóng đá thì chưa chắc những đội kiều trên đã giành chiến thắng. Hôm qua chúng ta đã thể theo dõi trận đấu với các cầu thủ U22 Hàn Quốc và các cầu thủ Timor Leste. Các cầu thủ Hàn Quốc đã không thể làm thế nào để xuyên thủng mạng lưới của các cầu thủ được cho là yếu nhất ở giải bóng đá. Không quy kịp thời gian người ta. Phát thanh. Và vừa rồi chúng ta cũng đã theo một kịch bản. Chương trình và các cầu thủ 87 được đánh giá rất yếu trước các cầu thủ là sao nhưng vừa rồi đã giành chiến thắng để đoạt giải ba bắt người đấy nguyễn khang người vừa có pha đánh đầu là ca khúc sơ sẩy một chút thôi là cơ hội đã thoát được. Nào, đùi luôn. À, quý luôn. Quý luôn. Rồi, khá lên. Mấy ơi, mình nhắm. Chuyện gỗ chắc làm rồi. Đang thắng rồi. Đợi ở dưới tiền đạo người ta căn lên cao đây. Khám biệt. Khám biệt nào. Hôm nay là vừa rồi Tăng Tiến đã phá bóng đi rất nhiều người nhà. Như vậy là đã có lỗi của Hoàng Nam. Một quả đã tạt lên cho các cầu thủ Hoàng Nam. Trần Mạnh. Anh Giải đã đẩy bóng ra. Duy Mẫn. Đè vàng của nhà đoàn này. Trần Mạnh đang để gọi lấy 4 bàn và đang thi đấu ít hơn Văn Giải 60 phút. Văn Khải đang thi đấu hơn. Lên luôn, lên luôn. 60 phút và để vào lưới làm bàn. Ngoài rồi đấy. Vào. Đây là cân bằng. Văn Khải đã ghi điểm cho trong mắt bàn chúng tôi khi mà để được quả đá luân lưu để giúp các cầu thủ. Anh em giành chiến thắng trước cầu thủ quân đội. Đang của Văn Khải trong ngọn hình trống thì các cầu thủ anh em mới giành chiến thắng sức cao trước các cầu thủ FC Quy Nhơn và một quả phạt góc cho các cầu thủ FC anh em.
lại là pha đẩy bóng của Trần Anh. Diễm Ân đã biên cho các thủ vệ Seo Na. Ui luôn, bắt nào. Thế thôi, hai đang lên trên cô thôi. Văn Tiến. Hai bên đi bộ đi. Cho nó có bóng. Văn Tiến. Quá nửa sân ép luôn. Quá. Đặc biệt, đặc biệt. Tí vấn. Rất khỏe. Cũng bất toàn sân bộ. Đặc cơ. Quá. Một pha là chơi bóng sửa đường Quốc Phương. Nhảy em luôn. Anh Thắng. Bảo sát luôn rồi. Vậy là đã có lỗi và các cầu thủ Hoàng Gia sẽ được chuyển bóng về bàn người nào. Văn Tiến sút rất căng. Cú sút căng của Văn Tiến. Văn Phúc. Vào luôn, sát luôn rồi. Đã biên cho các cầu thủ của Seo Na. Khá nguy hiểm. Thì Văn Na đánh đầu thì Văn Na. Văn Phúc. Văn Phúc, thắt vào. Chút thắt vào, hai vào chút. Liên tiếp của Văn Phúc. Quái xong rồi chạy theo ngay em ạ. Văn Phúc. Văn Thành và Văn Tiến là ba đề cử cầu thủ xuất sắc nhất giải của đội FC Hòa Đà. Quốc Phương. Một pha phạm lỗi với Văn Việt. Quốc Phương đã phải như thế. Bắn lên làm đấy. Chạy đâu chạy về. Và sút thẳng của Vi Văn. Đi nào là quay lại nào. Rất may cho họ là có cơ hội làm bóng. Rồi, thế thôi. Đúng quả vâng. Anh làm với tụi mày. Vào luôn. Văn Thành. Văn Phúc. Cao hiểu. Phát bao. Rất nguy hiểm. Bóng mất vào trong tâm. Bóng vào nhà đá vào đôi. Bóng pha thoát xuống rất nguy hiểm của các cầu thủ. Em xem ra người vừa và xuống là Quốc Phương. Xuống sâu đây Cường ơi. Vừa rồi thì gần có sự xuất sắc của Văn Thải thì mới đúng thua cho các thủ họ và thi đấu đấy và đã có lỗi của các thủ cái xe nghe việt cao và phải nghe thề sau và phản lỗi với Văn Thải. Như vậy là bài cũng cho các cầu thủ chưa coi thì SCN sẽ mạnh ơi, để ý nhá mạnh ơi, là thằng vào có phải rất nguy hiểm nhưng mà thủ anh em đã bị choáng lắm nguy hiểm. Tỷ số đã được san bằng cho các cầu thủ SCN là thằng vào thứ ba. Hoàng Nam. Đặc biệt. Đặc biệt. Làm ơi. Làm ơi. Về thấp đi, về thấp đi, ôi cho anh em. Rất là đi vào giữa hòa. Mạnh cơ. Không nguy hiểm và chút xà của anh Thắng.
Đánh được khá đấy. Nhưng mà bóng vẫn còn trong vòng Văn Thiên. Và pha bóng rất mạnh của Văn Thiên. Và đây nó đã điền cho các cầu thủ anh em. Vào trong luôn. Văn Thiên. Quân đội. Bóng đá mà. Trang Viện Hòa Nam không nhìn bóng sống lên rất nguy hiểm của Trần Mạnh. Trong những phút vừa qua thì chúng ta có thể thấy là các cầu thủ Hòa Đà không phải là đối thủ dễ chơi. Những pha tấn công rất khó chịu của các cầu thủ Hòa Đà phát biến. Có bóng chuyền cho Nam, cứ có bóng chuyền cho Nam là mình tiếp vào được. Văn Tiến phút và phút tìm cách nào của Văn Tiến. Đã lên cho các thủ Hoa Nam. Không ngờ đặc biệt Thúy Vân rất tốt. Đặc biệt để đánh của các đội anh em thành công. Vào luôn đúng không? Phải công trường các đội Hoa Đà rồi hết rồi. Vẫn không thành công. Vẫn là thành công đấy không? Đây là phong cấp 3 của các cầu thủ của FC Nhân vừa ghi bàn nâng tỷ số lên 2-1. Rất hoàn hảo. Phát xuống và rất cố gắng để căng ngang. Và Lương Hoàng Nam đã mang vào một cầu thủ rất xinh đẹp nâng tỷ số lên 2-1 cho các cầu thủ của FC Nhân. Rất hay trận chung kết trong mơ. Vui luôn. Cao Phúc, anh thắng. Văn Việt hết rồi. Vâng, là bóng đã đi hết về biên tập. Làm chúng ta nói. Thầy ơi, cho nên đéo không có. Vâng, là vừa rồi là có lỗi với Hoàng Nam. Đứng siêu bóng bây giờ là Việt Cao. Mày ơi, về đi anh Mày ơi. Mày ơi, về đi Mày ơi. Mày ơi, về Mày ơi. Đi cao, không vào. Đang hiệp 1, đang thắng 2-1. Bóng vẫn còn trong vòng. Đây là bóng đã được phá lên. Bản thua thứ 5 của... Giàn ra bắt người luôn. Bắt luôn tại sân nhà ấy. Thế này hết. Vào. Cục Hương. Bắt tay. Cương mạnh ra. Thì vẫn. Bóng đang vào ngoài sân. Đã điền cho các cầu thủ Hoa Nga. Nam ơi. Văn Tiến. Lên Nam ơi. Đấy tập hình để thôi. Khi nào mà người ta dâng cao rồi. Hết rồi. Thì vẫn. Là Việt Bưởi di chuyển đi nữa bóng đi. Văn Tiến. Cao Phúc vào. Hoa Thanh. Hoa Thanh qua là các cầu thủ. Cấm đi. Đúng rồi. Rất nguy hiểm. Bắt tay. Và là bóng đã được phá ra. Biển dâu lên, biển dâu lên cho anh. Văn Thúc không nhận. Và phòng thủ của Văn Thúc. Biết người di chuyển không? Mấy tí nữa. Làm.
Quả đấy cứ phải vào trong số nó có hai đường chuyền cơ mà. Nào bấm vào xuống, cứ về bấm vào xuống cho anh. Vậy là phải vào đá yêu cho các thủ môn này. Việt, người. Văn Tiến, Cúp Phơ, Văn Tiến, Văn Tiến, Văn Tiến xuống đây. Rồi, 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 rồi. Của Văn Tiến. Dọn lên, dọn lên. Là Cúp Phơ. Rất nguy hiểm. Không nào. Một pha lại lùng băng xuống của Văn Thành. Và vừa rồi thì chủ môn Văn Khải đã ra rất nhanh để can thiệp. Nếu không có sự xuất sắc của Văn Khải thì tỷ số đang là 2-2 rồi. Và băng xuống và đối mặt với khung thành của Văn Khải. Bây giờ là phản góc cho các cầu thủ Hoa Lan. Mọi người đằng sau ạ. Nào. Phản góc. Phản góc cho các cầu thủ FC Hoa Lan. Sau Cường ơi. Cứ người bắt người là hết. Mày đây để cho 28 mày ạ. Quý ơi. Rồi, đánh vào kìa. Lên nào. Phát biệt. Mạnh Cường. Đúng Mạnh em ơi. Đánh đầu bóng vào của Mạnh Cường nhưng không chính xác. Văn Tiến. Đó sâu mất đây. Văn Tiến là cháu đi. Văn Phúc. Ủa Việt cao, xe bóng không chính xác. Thì em mong bóng đá xe phần nhiều của thủ vượt rất là thường ghen. Hà Phúc qua đây. Thế Mạnh. Không nguy hiểm. Bảo quân. Anh Thắng. Thắng Nguyễn. Cô Phơ. Thắng nào Cô Phơ. Còn à. Thắng Nguyễn kìa. Thịt cao. Thắng Nguyễn. Vào đây. Văn Thành. Phút. Hồ nào. Chính xích. Ra và rất căng của Văn Thành. Vừa rồi thì Văn Khải đã để bóng đi hết tuyến phòng. Đã điền do các thủ Hoa Lan. Như vậy là sẽ có một phút cuối giờ chơi hiệp một. Văn Tiến. Dọn lên, dọn lên. Văn Phúc. Chốt không được. Văn Tiến. Bóng vẫn còn trong được. Văn Khương. Tay cho các bạn. Đã điền do các thủ Hoa Lan. Hiệp một thì là tính bằng dây và tỷ số đang là 2-1. Tam nghiêng về phía các thủ FC Nha. Cả hai bàn thắng được ghi cho các thủ anh em đều là do công của Lê Hoàng Hạ. Khó lắm mày ạ. Không có đường chuyền em đá thẳng không? Và đến lúc này trận tài đã lộ còi kết thúc hiệp 1. Hai đội ra sân tạm nghỉ với tỷ số 2-1. Tam nghiêng về phía các thủ FC Nha. Tiếp tục đá biên cho các cầu thủ FC Nha.
Anh em đứng ở đấy anh cho rồi. Mấy em tiếp tục một quả đá biên do cầu thủ anh em phát biên không được. Nào bắt người luôn, bắt người luôn. Béo ơi, ra kia béo ơi. Chúng tôi yêu cầu ngủ hạng biên của hai đôi FCN và FCN để cho các cầu thủ chuẩn bị ra ngoài sân. Người thực hiện sẽ là Phan Thiệt. Tập trung vào. Quay luôn. Quay lại. Thủy cao. Bắn lồng cổng lên phía sân của các cầu thủ. Khá nguy hiểm. Vừa rồi thì Trần Mạnh đá này rất cao và. Thái biên cho các cầu thủ ta. Vẫn được nhiều bầu chọn và nhiều phát đàn đó. Những cầu thủ là tâm lý của năm tháng này. Nếu mà tỷ số 2-2 cho các cầu thủ các sân nhà. Hai lần các cầu thủ anh em thất bại và hai lần các cầu thủ Hoa Đa. Phải nói là một đối thủ xứng tầm tiền đà. Trong lịch sử World Cup thế giới thì cũng có rất nhiều những cầu thủ. Như vậy là trận đấu đã kết thúc. Qua đưa sau thì quay. Nào ép vào nào. Phát tiến. Ép luôn. Trên mạnh. Đi vấn. Thế cao, ba đưa bóng lên rất nguy hiểm. Cả phút đã bằng về rất nhanh để tham gia phòng ngự và đánh đầu thì hết tiền rồi. Hoàng Nam, vẫn là các cầu thủ anh em. Đây có phản tốc. Thái Bình cho các cầu thủ Hoàng Nam. Thái Bình. Duy Vấn. Xin mời nhé. Thì rồi là có lỗi. Đi lên. Anh thắng. Đã biến cho các cầu thủ Hoàng Đa. Đã biến. Rất nguy hiểm. Rất là khắc phục. Anh biết. Vẫn là Văn Phúc phát vào.
Cảm ơn. Xuống xa. Bóng của Cao Phúc. Bóng tôi nhắc rất nhiều. Tôi đang phải điều hành trận đấu đang khá lắm. Là bắt từ bỏ ra. Bên này. Làm ơi, bà số làm ơi. Điều bóng khá biệt. Chúng tôi cũng không có nhiều thông tin của cầu thủ Estrada, nhưng càng vào sâu trong giải thì Estrada đã càng hay. Một sự thế ở trận chung kết khi mà Estrada đã loạn hàng loạt lớn. Vào luôn, vào luôn. Tấm bóng hay ra đây. Đây là Dương. Chủ chân nhọc của chân. Đây là vừa rồi bạn thành cũng đang ở ngân thẻ vàng. Sau pha sâu sát đánh ngôi với trận thủ anh em. Thằng Nam. Đây không bài đó là Hoàng Nam nhảy lên rất cao. Như vậy các cầu thủ anh em là có sự thay đổi rồi. Mạnh 9 số 21 được rút ra nghỉ vào sân là băng. Hoàng Nam ơi. Xin bộ phải răng khỏi sân. Vào. Phát hiện cũng thành công. Hoàn thành. Không có gì cả. Thank you.
bên này là Quốc Vương. Rất căng thẳng. Quốc Vương. No.
muôn nơi, cài vinh quang lên vai những người chiến thắng. Khoảnh khắc ghi trong tim hồng, bao khó khăn ta cũng sẽ vượt qua. Và con tim ta đã lực lượng cùng nhau vai vai, để vinh quang ta chia sẻ cùng nhau. Đường đến những ngày vinh quang còn đường chung.